Vâng, chào tất cả mọi người. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong buổi training tiếp theo của chương trình thứ 6 trong khóa training online cơ bản Solar Camp. Thì ở buổi trước thì mình có giới thiệu về về cái tính năng ba cái tính năng là phay mặt đầu, phay biên dạng và phay hốc của Solar Camp 2.5D. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn là các cái tính năng tiếp theo là về khoan, cắt rãnh, cắt dạng slot, T-slot và toolbox circle. Bây giờ mình sẽ thực hiện vào chi tiết luôn. Đây là các cái file mình đã lập trình từ buổi trước ấy. Đó, mình sẽ lấy luôn cái chi tiết này để làm luôn để cho các bạn nó thành một chu trình. Các bạn cứ lưu từ buổi 5 vào xong đến buổi 6 thì dễ hơn. Ok, bây giờ mình cái chi tiết này mình đã tạo thêm vài một vài cái rãnh rồi. Nhưng mình sẽ sử dụng những cái tính năng. Tại sao lại có thêm những tính năng này là slot, T-slot và toolbox circle, là tại vì là những cái rãnh hoặc là đa rãnh như này thì dùng những cái tính năng là rất là hay, tính tự động rất là cao. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vào tính năng đầu tiên là khoan trước. Ok, bây giờ đang có khoan, có lỗ khoan rồi. Hôm trước mình đã phay hết bên ngoài rồi phải không ạ? Đó, phay cả tinh hốc là luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào khoan này, đầu tiên. Mình chọn lỗ khoan này, kích vào chọn lỗ khoan nha. Các bạn kích đây. Đó. Kích vào các lỗ khoan này. Đấy thì là sẽ hiển thị và cái chiều đi nó đúng như các chiều, đúng như chiều mà các bạn đã lựa chọn đây. Lỗ 1, lỗ 2, lỗ 3, lỗ 4 khoan theo đúng thứ tự như vậy. Đó. Và tiếp theo là phần tool này. Phần tool này mình sẽ chọn là khi các bạn khoan ấy, thì bình thường toàn phải khoan mồi trước họ. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm khoan mồi trước, chắc chắn là phải khoan mồi trước, không thể khoan liền được, khoan liền thì sẽ không đúng đâu ạ. Khoan mồi này, bây giờ mình sẽ gọi chọn con dao này mình gọi là con dao chấm tâm hoặc là con C, con chamfer đấy, con này con chamfer. Đó. Còn con này nhá, con này là ở trong tiện nhá, đây nhá, là trong tiện, trong phay cũng dùng được nhưng mà mình thường thường trong tiện, còn con này là dùng trong khoan nhá. Rồi. Đây hai me này, mình sẽ dùng con C6 này. Cái tốc độ bước tiến thì các bạn tự động cài nhé, tùy từng vật liệu mà các bạn cho bước tiến và tốc độ khác nhau. Đây là phần level. Level là mình sẽ khoan từ trên cơ mặt của chi tiết, tại vì là mặt chi tiết mình đã phay tinh rồi. Đó. Tiếp tục là mình sẽ khoan khoan xuống là 0.5 thôi. Mình sẽ nhập 0.5 đây. Không còn là chọn trên hình nữa, trên chi tiết nữa. Tiếp theo là phần technology này, mình để là G81 phải không ạ? Đây là G81 nha. Ok, và bấm tính toán. Đó, cái quá trình khoan mồi đã xong. Mình mô phỏng, mình sẽ quan sát cái vết chấm ở trên chi tiết, vết chấm trên chi tiết này. Đó, đủ lớn rồi phải không ạ? Bây giờ mình sẽ thực hiện là khoan cái chi tiết, khoan cái bốn cái lỗ này đúng bằng cái đường kính của nó. Ví dụ như cái lỗ này điều kiện cần phải doa thứ thì bạn cứ phải dùng doa nhé, cũng vào khoan này và doa chi tiết đó, các bạn phải dùng doa nhé, không thể khoan khoan thì phải nhỏ hơn lỗ doa. Rồi mình sẽ chọn đúng như cái thứ tự vừa rồi đó, có những cách nhanh hơn rất là nhiều cái chọn này, thì đến những cái buổi chuyên nâng cao theo mình sẽ hướng dẫn các bạn. À, phần tool này và phần chọn dao thì bây giờ đường kính lỗ này là mình đang cho là mình sẽ đo kiểm lại nha, đường kính lỗ này mình đang cho là 5 thì bây giờ mình sẽ chọn dao đúng là bằng đường kính luôn, mình không ra cái lỗ này không cần yêu cầu chính xác về mặt quá cao. Đó, ok, phần tốc độ bước tiến các bạn tự cài nha. Đến phần level này, level các bạn nhìn thấy cái lỗ này đang thông cả bạn. Rồi mình sẽ chọn xuống phần dưới này. Đó. Nhưng mà các bạn chú ý nhé, đây là 20.2, đây là cái đỉnh của mũi khoan mới đến 20.2 thôi. Còn mình muốn cho nó sâu hẳn xuống thì mình phải chọn xuống cái full là cắt đến cái phần me trên này, hết cái góc vát 108 độ này, 118 độ này, đây. Đó nha. Phần technology không phải là G81 nữa mà mình phải chọn G83.
Khoan không thể nào là rau lăm thục một cái hết được 20 ly luôn đâu. Mình sẽ vào data này. Bây giờ mình sẽ cho step down là 2. Đó, 2 nha. Bây giờ mình bấm tính toán. Được chưa? Các bạn nhìn thấy đây. Mình sẽ mô phỏng các bạn xem nhá. Solid Wave File. Phải mô phỏng rất là chậm. Đó, phải cắt xong phải nhấc nhá. Nếu như bạn chọn G81 là dí liền hẳn xuống. Thì đây, mình sẽ cho các bạn xem. Mình chọn G81 nha. Thì lập tức cái data sẽ ẩn đi nhá. Bạn nhìn mình mô phỏng này, lập tức là gãy dao luôn. Nếu các bạn không để ý phần này. Đó, khoan ngoằng một cái xong làm sao được, phải không ạ? Thủng luôn, không được. Và bây giờ mình phải chọn là G83. Tính toán. Ok. Các bạn nào mà có câu hỏi thì đợi mình training xong sau đó mình sẽ giải đáp nhé. Còn trong trong quá trình mình training thì cố gắng là lắng nghe để mọi người cùng cùng có thể là lắng nghe được. Đó. Rồi, đó. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Khoan ạ. Ok. Đây là phần khoan. Bây giờ tiếp tục là đến bây giờ tiếp tục là đến tính năng tiếp theo là tính năng file slot slot nha. Bây giờ mình sẽ chọn vào slot này để mình cắt những cái rãnh này. Slot này mình chọn đường biên dạng. Đường biên dạng này thì là mình sẽ chọn đây, đóng vòng ra đây. Mình sẽ chọn bỏ đóng vòng đi. Đóng vòng đi nha. Rồi đổi hướng này. Rồi mình sẽ chọn đường biên dạng làm sao mà. Đó, ok. Tiếp ok. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ cho dao ăn trái nha. Các bạn nhìn cho kỹ vào. Rồi tool này. Bây giờ mình sẽ chọn một con dao phay ngón đi. Đường kính là 6. Đường kính là 3 thôi. 3 này. Cái rãnh nhỏ mà. 3 mm đi. Ok. Tốc độ bước tiến các bạn phải tính. Tại vì cái tốc độ bước tiến này rất là đặc biệt. Cắt là cắt dạng slot này rất là đặc biệt này. Rất là hại dao nhá. Các bạn phải chú ý cài đặt đúng với vật liệu của mình nhá. Rồi ok. Bây giờ mình cắt từ trên mặt của phôi này sang phần technology nha. Là mình đây cái lựa chọn này, cắt ở tâm dao này, cái đường đường mà các bạn đang chọn là cắt ở tâm dao, nhưng mình vừa chọn là ăn trái phải không ạ? Chọn lên thì đây các bạn nhìn rõ chưa? Đó, được chưa? Rồi bây giờ phần đẹp cắt này mình sẽ cho là một, mỗi lần cắt xuống là một. À, phần đẹp cắt đây là cắt sâu xuống bên phần bên dưới này là một đấy. Thì tiếp tục tiếp step down này mình cho là mỗi lần là mình cắt là 0.25 thôi, cắt làm 4 lần đi, được chưa? Rồi nhá, mình bấm tính toán này, nó sẽ sâu ra được cái đường biên dạng cho mình. Sẽ mô phỏng phần t slot slot cho bạn xem. Rồi đó. Tất cả các chế độ này thì là đều cập nhật cái phôi tự động cập nhật hết các bạn nhé, phôi tự động cập nhật hết. Và bây giờ các bạn nhìn thấy một vấn đề là mình cắt nhưng mà nó lại không hết phải không ạ? Chỗ này đang 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 không hết, đang không hết phần rãnh này. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện là bây giờ mình sẽ thay đổi cái hướng cắt, cái điểm cắt là tâm nhá. Bạn nhìn nhá, tâm này đó các bạn nhìn, bây giờ nó sẽ không đúng so với cái hình của chi tiết này. Mình để im hình này nhá. Đấy, cắt không đúng phải không ạ? Cắt hẳn ra ngoài này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cho mình cho là left là bên trái, ăn bên trái. Rồi, bây giờ vấn đề là mình đang không xử lý được vấn chỗ này phải không ạ? Thì bây giờ mình sẽ thực hiện là các bạn nhìn là mình sẽ thực hiện file slot này tiếp. Hoặc là mình cho con tua, mình sẽ sửa slot này, nếu như slot không thì mình sẽ sử dụng cái con tua nha.
Đó. Đó. Thì ok. Rồi. Phần tool này. Tool này mình chọn dao vừa rồi là dao 3 đi. Phần level. Mình chọn xuống dưới đấy là 1 nha. Phần step down là 0.25. Cắt làm 4 lần. Đó. Bạn nhìn thấy chưa? Đây là một thôi. Level. Ok. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ thực hiện là mô phỏng của xem. Đây là đang ăn trái ăn phải đấy các bạn. Mình cho an tâm phải không ạ? Đây mình chọn ăn trái này. Đó. Thì đường chạy ra sẽ vào giữa phải không ạ? Đó, được chưa? Ok. Đã xử lý xong. Thì tiếp tục. Đây slot này là một này. Âm 0.2. Mình phải chọn mặt dưới âm 0.2 mới đúng. Ok. Tính toán. Rồi xong. Bây giờ mình xử lý xong cái phần rãnh này rồi. Đấy, đây là cái tác dụng của slot rất là nhanh đúng không ạ? Chọn chọn được cái dạng là sẽ phay nha các bạn. Rất là nhanh chóng. Tiếp theo đến T-slot. T-slot nha. Đây là cái dạng mà cắt bằng cá ấy. Cái nếu các bạn đã tiếp xúc với các máy phay, tiếp xúc với các chi tiết rãnh bằng cá ở trên, ví dụ như các băng trượt, các bàn máy ấy. Nếu như mà để quan sát rõ nhất thì các cái máy cơ ấy, máy phay cơ ấy. Cái bàn cá, các bạn lấy cái bàn máy ấy, thì nó có các rãnh bằng cá ấy. Rồi bây giờ mình sẽ chọn đường biên dạng này. Chọn đường biên dạng bây giờ mình sẽ chọn là đây. Tắt đóng vòng ấy nha. Đóng vòng ở trên mặt Z đi. Rồi ok. Chọn xong. Chọn đường trong này. Ok. Máy mình hơi đơ lên là ok. Tiếp theo là phần chọn dao này. Chọn dao thì bây giờ mình phải cài đặt đúng con dao cắt rãnh mà mình đang chọn. Bây giờ mình sẽ chọn dạng distort dạng dạng vuông này nhé. Đường kính đây là cho là 10, L0.2, đường kính này là cho là 8, đường kính này cho là 5, 60D có cái chiều dài. Chiều dài của cái này là 1 đi. Lỗi là 1 đi. Số mê cắt là 16. Rồi. Phần tốc độ thì các bạn cài phải chú ý nha, cái phần này còn nguy hiểm hơn là phần slot nữa cơ. Cắt rất là cắt cắt khi cắt đi thì tốc độ cho rất là thậm, chậm nha. Tốc độ bước tiến cho rất là chậm nhá, không cho quá nhanh nhá. Ok, đây mình chọn cái mặt trên mặt dưới để giới hạn cho nó. Bây giờ mình sẽ chọn là ăn trái hoặc là ăn phải vào chi tiết. Bây giờ mình sẽ đổi hướng của cái chi tiết này nhé. Đổi hướng chi tiết này thì đây là đây đang là ăn 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 phải đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đổi hướng đấy thì sang ăn trái đây rồi. Mình sẽ cho ăn trái ăn ngoài chứ để ăn thuận nha. Đương nhiên phần này mà các bạn phải chọn ăn thuận, nếu ăn nghịch là gãy dao, chắc chắn các bạn ăn nghịch là gãy dao rồi. Rồi cái phần rao này. Mỗi lần cắt là bao nhiêu? Mỗi lần cắt dịch xuống mình cho là 0.5 đi. Đúng không ạ? Lượng dư mình không cho nữa. Mình offset ra ngoài là bao nhiêu? Offset ngoài mình cho là 5 đi. Mỗi lần dịch ra là 1. Được chưa? Mỗi lần di chuyển ấy, mình cho là cắt là một chiều thôi. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Giữ tâm chưa? Rồi bây giờ mình sẽ mô phỏng nha. Mô phỏng các bạn xem.
Solid Wi-Fi này. Bây giờ mình cho cái này quá là dài, cho là 2 thôi. À, cho là 2 đi. 0.5 đây là 1 đi. Ok. Bây giờ mình sẽ mô phỏng các bạn xem. Dạ, lập trình này cũng rất là dễ dàng. Những cái hình ảnh hiển thị rất là rõ ràng của ta luôn. Đó, cắt đấy các bạn nhìn thấy ạ. Bạn nhìn thấy rõ không ạ? Ok. Đó, dãy đã được hình thành. Rồi, ok, cái chi tiết này với các cái tính năng của buổi thứ 6 này đã giải quyết được những cái rãnh rồi những cái lỗ khoan cho các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì xin vui lòng liên hệ với địa chỉ mail hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình, có thể trao đổi trực tiếp về các vấn đề của Solucan. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.